Xin chào mọi người, xin chào mọi người nhé, chào tất cả các mạnh thường quân. Thì, sau một tuần kêu gọi đăng cái video của em Acid thì hôm nay mình lại có mặt ở đây cùng với anh Xuân. Mình biết đến cái trường hợp của Acid là thông qua anh Xuân. Sở dĩ anh Xuân anh biết cái hoàn cảnh của Acid đó là nhờ vợ của anh Xuân công tác tại bệnh viện huyện Ngọc Hồi, nên là trong quá trình Acid đi khám thì vợ anh Xuân biết được cái hoàn cảnh rất là đáng thương của Acid, cho nên là anh Xuân có nhờ mình quay lại cái hoàn cảnh của Acid với hy vọng là sẽ lan tỏa được tới tất cả mọi người để cho cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ Acid. Tuy nhiên thì cái kênh Facebook của Phương Trần cũng như kênh YouTube của Phương Trần thì cái lượt theo dõi ít, cho nên cái sự lan tỏa không được nhiều. Tuy nhiên thì sau một tuần đăng bài thì cũng đã có rất nhiều người quan tâm và cũng có rất nhiều cái mạnh thường quân đã dành cái tình cảm cho Acid. Thì hôm nay Phương Trần có mặt ở đây cùng với anh Xuân là để trao lại cái tấm lòng của mọi người dành cho Acid trong cái thời gian qua. Thì lời đầu tiên thì Phương Trần cũng rất là cảm ơn tới tất cả mọi người đã chia sẻ bài viết, và đặc biệt là cảm ơn tất cả những cái nhà hảo tâm đã chung tay chia sẻ cái tình cảm của mình đối với cái trường hợp của Acid. Và số tiền mà Phương Trần đã thu được cho tới thời điểm hiện tại đó là 3.300.000 đồng. Và bây giờ Phương Trần xin phép được thông qua danh sách của các nhà hảo tâm nhé. Các nhà hảo tâm ở đây chủ yếu là người thân cũng như là bạn bè thân tình của Phương Trần thôi. Thứ nhất là thầy giáo giấu tên công tác cục trường với Phương Trần, ủng hộ 200k. Thầy giáo Lê Việt Mạnh, đồng nghiệp cùng trường, ủng hộ 200k. Cô giáo Đoàn Thị Minh Quỳnh, đồng nghiệp cùng trường, ủng hộ 200k. Bác Trần Xuân Thịnh ở Đắc Si, Đắc Dục, ủng hộ 200k. Thầy giáo Hồ Sĩ Thọ, công tác tại huyện Đắc Cờ Lây, ủng hộ 500k. Cô giáo Võ Thị Kiều, công tác tại huyện Đắc Cờ Lây, ủng hộ 200k. Thầy giáo Đỗ Khải, công tác tại Măng Đen, ủng hộ 200k. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Chi, công tác tại thành phố Kon Tum, ủng hộ 200k. Cô giáo Võ Thị Liên, giáo viên trường tiểu học số 2, thị trấn Pleikon, ủng hộ 200k. Chị Hồng Thư, là phụ huynh học sinh của Phương Trần, ủng hộ 200k. Anh Thành, cửa sắt, chạy xe dịch vụ, thường trú tại xã Đắc Dục, ủng hộ 500k. Chị Lê Thị Hợi, thì chị này thì mình không rõ công việc, cũng chẳng nhắn tin cho Phương, nhưng mà trong tài khoản của Phương nhận được 300.000 đã ủng hộ cho Acid 300.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Mạnh, Lộc Nông, mình cũng nhận trong tài khoản là 200.000, nhưng mà mình không biết mặt của anh và không biết là cảm ơn anh Mạnh, anh trai của Đỗ Đức Xuân nhá. Anh Mạnh này, anh Mạnh thì ở Lộc Nông, cùng xã với em cảm ơn rất nhiều. Cùng xã với Acid thì tổng cái số tiền, tổng số người ủng hộ là 13 người, và tổng số tiền Phương Trần thu được đến hiện tại là 3.300.000. Và hôm nay anh Đỗ Đức Xuân có mặt đây và cũng ủng hộ cho em Acid. Thì báo cáo với các bạn như thế này này, mình thấy bạn Acid nên là một cái hoàn cảnh này là thật sự là thương tâm. Mình không biết làm như thế nào để mà giúp đỡ bạn, thì mình có nhờ thầy Phương thì thực ra cũng mới làm ở YouTube được một thời gian ngắn thôi, thì cái lượng follow thì cũng mới được ít, chưa người biết đến nhiều. Thì thôi thì cũng rất chia cả chân thành cảm ơn thầy Phương cũng như đã kêu gọi để các bạn cũng như các đồng nghiệp của thầy đã ủng hộ. Thì thôi mình có ít tấm lòng nhiều thì mình xin ủng hộ bạn Acid 200k. Cảm ơn anh Đỗ Đức Xuân. Cái thứ hai là mình cũng không phải là kêu gọi mọi người, mà thôi thì
mọi người hãy bớt đi một buổi ăn sáng để có thể giúp đỡ bạn. Đấy cũng là một cái hành động nhỏ của chúng ta. Rất mong được các bạn ủng hộ. Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn anh Đỗ Đức Xuân. Thì bản thân Phương Trần cũng khó khăn thôi. Tuy nhiên thì những gì mà Phương Trần có thể giúp đỡ được Acid đó là quay cái video lại rồi đăng lên Facebook, đăng lên kênh YouTube, với mong muốn rằng là các bạn chia sẻ, lan tỏa cái trường hợp của Acid để mọi người cộng đồng cùng giúp đỡ thôi. Cho nên bản thân Phương cũng lực bất tòng tâm và thiệu là rất là quan tâm đấy, rất là tội nghiệp. Tuy nhiên này khả năng của Phương cũng chỉ đến đấy thôi. Cho nên là hôm nay mong Acid là rất hết sức thông cảm nhá, cũng đồng nhá. Giúp đỡ nhiều đấy. Anh cũng là cũng kêu gọi cũng chỉ được vậy thôi nhá. Thầy của tôi đó là tổng cộng là bao nhiêu? Tổng cộng tôi thì hiện tại là 3,5 triệu. Như em đến còn đến 3,5 triệu cho anh. Đây là kêu gọi của tất cả mọi người nhá. Cảm ơn em rất nhiều để trong lâu. Em bây giờ cũng kêu gọi để nhưng mà thầy Phương thì thầy làm đủ chứ em. Đấy nha mọi người, mình để trao đến tận tay người người cần được giúp đỡ nhé. Và cũng rất là công minh nhiều rạch ròi, không mình làm là vì cái tâm chứ không phải là vì một cái gì đấy nó để rồi làm xấu đi cái tấm lòng đẹp của mọi người. Xin chân thành cảm ơn mọi người. Em rất cảm ơn mọi người đã giúp em. Nói to lên tí nha. Em rất cảm ơn mọi người đã giúp em. Em chúc mọi người là gặp nhiều may mắn và sức khỏe hàng ngày hàng năm, không có bệnh tật gì. Có tài lộc gì xảy đến với họ. Em rất cảm ơn ạ. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân và cảm ơn tất cả các bạn đã lan tỏa chia sẻ. Trên thực tế thì còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Đấy, và hôm nay thì tất cả các nhà hảo tâm ngoài cái bớt xén một vấn đề tài chính ra thì họ còn gửi gắm tới em cái lời chúc sức khỏe, mong em sớm khỏi bệnh. Rồi là ngoài kia còn rất là nhiều người ta còn khó khăn lắm, cho nên là mình cứ tự tin cố gắng vượt qua khó khăn, bằng nghị lực của mình cố gắng vượt qua khó khăn để vượt vươn lên chính mình. Xin nhá. Mình cũng các bạn như trong xã Đắk Nông, các bạn cũng thấy được cái hình ảnh của bạn Acid này, rồi cũng trong làng trong thôn thì các bạn thì thấy cái hoàn cảnh của bạn Acid này thì thôi các bạn cũng xem như là một buổi ăn sáng các bạn ấy, là chúng ta chung tay vì một cái nghiệp vụ cao đẹp. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Cố gắng ha. Bây giờ thì xin tạm biệt mọi người và Phương Trần cũng xin công bố luôn là Phương Trần ngừng kêu gọi cái trường hợp của Acid, tại vì trên video của Phương Trần thì có để số tài khoản của em của cháu của Acid rồi, thì mọi người mà muốn ủng hộ thì có thể gửi trực tiếp đến cho Acid. Còn bản thân Phương Trần thì xin phép dừng tại đây. Và mọi người nếu như có ai đã sử dụng cái video của Phương Trần để kêu gọi thì mọi người phải cẩn thận. Phương Trần thì xin phép tôi dừng kêu gọi. Còn trong quá trình số điện thoại của em cũng được công bố trên cái video rồi. Có những cái trường hợp nào mà gọi đến mà bảo mình kích vào cái link nọ link kia, hoặc là người ta gọi mời cái gì để với mục đích là để ủng hộ em thì mình phải cẩn thận nhé. Không vào mấy cái linh lạ thì rất là dễ bị lừa đảo. Cảm ơn chúc em may mắn trong cuộc sống nhé. Xin chào. Xin chào.